Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Việt Nam Sô Cô La của Dũng. Đây là một cái set cây mà của cái bạn khách hàng mình trong cái mùa dịch này không thể nhận hàng được thì mình phải giữ lại để chăm cây cho khách. Đó thì là cái ngoại hình của tụi nó sẽ thay đổi khá là nhiều cái về màu sắc lẫn cái kích thước. Ví dụ như cái màu sắc của nó có thể nó sẽ rực rỡ hơn. Bạn nhìn cái cây mận đỏ này, hai cái cây mận đỏ. Cái lúc này mình quay nó khoảng chừng 6 giờ chiều rồi nên cái màu nó sẽ bị không được tươi lắm. Nhưng mà các bạn xem nó, cái màu của nó đây. Hoặc như một con hồng hoa nó đang trend. Cái màu của nó đang trend rất là nhiều. Đó, hoặc là như mấy cái con Black Queen này. Black Queen có hai ba cây Black Queen ở đây. Là cái màu nó vẫn lại lên xuất sắc. Thì đây là một cái option mà mình giữ cây cho khách khi mà khách không thể nhận cây được trong mùa dịch thì mình vẫn chăm đều bình thường. Còn đây là một cái cây sỏi hồng. Cái cây sỏi hồng này mình chốt cho bạn nó chắc cũng phải 2 tháng mấy, gần 3 tháng rồi, nó vẫn perfect, vẫn beautiful luôn. Còn đây là một cái cây minima này. Ở đây cái thằng cô nô này thì nó lên hoa, nó mọc hoa, nó mọc, nó lên hoa bữa giờ mấy lần rồi đó, thì nó cái hoa nó đang thay. Còn ở đây là một bụi móng đó. Ở trong kia cũng là một cái đơn của khách khác mà mình đã chốt. Thì tất cả đây đều là sen sen mà mình đã chốt cho khách, thì mình luôn luôn đảm bảo về chất lượng để xuất ra cũng như là bảo hành bảo dưỡng cho khách trong cái mùa dịch chẳng hạn đi. Nếu mà khách không nhận được thì mình vẫn sẽ chăm cây như bình thường, thậm chí nó còn có thể đẹp hơn nữa. Nó đẹp hơn nữa, nó sẽ luôn luôn perfect khi mà đến tay khách. Đây ví dụ như một con cúc trắng fresh, mình lôi ra cho mọi người xem nhé. Đây nó đây, thì nó đây. Cái này thì trước khi mình gửi đi mình sẽ cho nhân viên vệ sinh lại hết, vệ sinh cây lại hết chứ không phải là như thế này. Ở đây mình còn một cây sỏi hồng của các bạn đó nữa đây. Rồi mặt trời va đó, một cái đơn như thế này thì mình sẽ ship đi cho khách. Đây là cái cách mà mình sẽ đảm bảo về chất lượng cho khách này. Những cái con hakuhu của mình khi mình bán cho bạn đó thì nó còn chưa lên màu hồng như thế này đâu, nó còn sẽ hồng nữa, nó sẽ lên hồng nữa đó. Ví dụ như cái mùa này là đang mùa đẹp của hakuhu này mọi người. Hakuhu đây nó sẽ lên cái màu như thế này, cái gọi là pink luôn à, nó trend qua màu pink, cái viền lá màu pink đó.